Sabramachari Loja Averandu Abhyabachandu Arigandu Sukhiyatanam Pariharandu Ima Samin Arame Sabe Yogino Averandu Abhyabachandu Arigandu Sukhiyatanam Pariharandu Ima Samin Arame Sabe Bhikkhu Samane Raja Upasaka Upasika Yoja Averandu Abhyavachandu Arigandu Sukhiyatanam Pariharandu Ammakam Chatuvachayarayaka Averandu Abhyavachandu Arigandu Sukhiyatanam Pariharandu Ammakam Arakarevata Imasamin Vihare Imasamin Navase Imasamin Arame Arakarevata Averandu Abhyavachandu Arigandu Sukhiyatanam Pariharandu Sabbe Satta Sabbe Vana Sabbe Bhuta Sabbe Pugala Sabbe Atta Bhava Pariyavara Sabba Ittiyo Sabbe Purisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Deva Sabbe Manusa Sabbe Vinivadika Averandu Abhyavachandu Arigandu Sukhiyatanam Pariharandu Dukkhamucchandu Yathalata sambhatito Mavigacchandu kammasaka Murati maya risaya Vakshi maya risaya Uttaraya risaya Akinaya Arisaya
Purati Maya Arurisaya Pachi Maya Arurisaya Uttaraya Arurisaya Dakinaya Arurisaya Eti Maya Arisaya Upari Maya Arisaya Sabe Sata Sabe Mana Sabe Buddha Sabe Bhogala Sabe Atta Baba Pariyavara Sabha Itiyo Sabe Purisa Sabe Ariya Sabe Anariya Sabe Deva Sabe Manusa Sabe Virivadika Avera Andu Adya Vacha Andu Ariya Andu Sugiyatana Pariharandu Dukkha Mujandu Yatalata Sambhatito Maviga Chandu Kamma Saka Utang Yava Vavaga Chan Ado Yava Vichito Samanta Chakavalesu Yesata Vata Vichara Abhya Vacha Niveraja Nidukha Chanu Vadava Utangya Vabhagacha Atoya Vabhichito Samanda Chakavalesu Yesata Urakechara Abhya Vacha Niveracha Nidukha Chanu Vandava Utangya Vavavagacha Adoya Vavishito Tamanda Chakavalesu Yesata Kasechara Abhya Vacha Niveracha Nidukha Chanu Vadava Imaya Sammanu Tamma Vadi Vadiya Bhutam Bhujemi Imaya Tammanu Tamma Vadi Vadiya Tammam Bhujemi Imaya Tammanu Tamma Vadi Vadiya Sangham Bhujemi Imaya
Tamaru tamma vadi vadiya mata pitaro bujevi. Imaya tamaru tamma vadi vadiya achariye bujevi. Ata imaya patimaraya caramaranamba varimuchi sami idamme punya asavakaya vangu idang me sila megapala yanasa pacayo imang no punya bagang sapa satanang deva sabe satan Sukita Sadhu Sadhu Sadhu. Chư thiên ở trên ở không ở địa cầu thương ở rõ tâm mọi điều lòng vương cần lực có nhiều à đông xin đoan nghĩ phước điều chúng tôi ở hậu trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tranh khỏi nạn tai à chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng tôi vui tu đạo màu à tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành à, để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vì lâu. Sa tu sa tu sa tu.
Hơi sinh giới hơi xa xin hình pháp sư được tâm. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã an vị trên Pháp Tòa. Kính mời chư Phật tử và cùng với Đại Đức Tăng Ni làm lễ Ngài Ba Lễ. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Vimaya Samma Buddhamma Paripatiya Buddhang Vimaya Samana Dhamma Paripatiya Dhammang Bhojami. Vimaya Samana Dhamma Paripatiya Sanghang Bhojami. Con đem hết lòng thành kính lòng lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chân bài chân biến tri do Ngài tự ngộ. Thâm thầy chỉ dạy,
vào tình quân dương Phật bảo Phạm sự hiện đại, vào tình quân dương Pháp bảo Phạm sự đại, vào tình quân dương Tăng bảo Phạm sự đại. Do sự vậy quân dương và ông Tâm Đạo hộ trì quý vị được năm đều hạnh phúc, sống lâu sức đẹp, an vui sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt để thấy rõ sự thật mà chúng ta đang thực tập trong việc này, ngay trong việc này. Vì vậy, thầy giáo điều này sẽ giải thích về sự thật, một sự thật, chắc không đi tới bốn sự thật. Vì sự thật đã rõ, như thế nào gọi là rõ? Vì chúng ta có chứng minh ngay được cuộc sống này, như sự thật đó, một phần của sự thật là cái gì? Là khổ. Khổ của gì? Khổ cuộc đời. Cuộc đời như thế nào? Cuộc đời chúng ta bị chết. Không biết giây phút nào tới chúng ta phải chấp nhận nhân rất là sợ. Sao sợ chết? Nếu chết, trái lại được một kiếp như vậy thì đâu có nói gì. Vì sợ chết mà chúng ta không biết, mạng sống chúng ta không biết, mình đây lúc nào chúng ta không biết, phải chết trong lúc nào chúng ta không biết, chết ở đâu cũng không biết, phải chết rồi đi đâu cũng không biết. Sao vậy nhắc? Vì hôm nay tự nhiên mở Facebook thấy một việc đại đức bạn ở Nepal tin phân ưu của một hai đoàn ở Thái Lan, một vị hòa thượng tăng thống Nepal. Vì đó thứ bảy, tăng thống thứ bảy, Nyanaponeka, ngày 81 tuổi, ngày viên tịch vào ngày 3 tháng này. Vì ấy sư được gặp trong lúc mà sang Nepal 1975 gặp khóa trong chùa của vị ấy. Thì bà cũng khám, đây là bà khám mấy, rồi từ đó mới đi ở một nơi khác công tác lại 7 tháng trong nước Nepal. Và vị này là một vị dịch pháp thoại của sư tại Nepal.
rất là có tài. Nhưng giờ nghe tin người đã xa cách rồi, làm việc phân ưu bằng cách nào, dùng chữ phân ưu chỉ cầu nguyện phước báo trong ngày hôm nay. Cầu nguyện cho ngài được thọ sinh nơi nhàn cảnh, có tiếp tục thân sơ của ngài trên con đường giải thoát. Vậy phải nói là đề tài tóm tắt nói về sự chết mới chỉ một thôi. Pháp có một chi, không có hai chi, không có nói hai một. Chết, chết như chắc chắn. Sapasatana thua sasasatam, tất cả chúng sinh có sự chết là chắc chắn. Vì vậy thì mới nói chuyện hôm nay vì sự chết. Như vậy một cái chúng ta phải nhớ Đức Phật thuyết nhiều pháp quận, nếu tính theo pháp quận thấy 84.000 pháp quận, nghĩa là quận số 1, quận số 2, quận số 3, mà đến là 84.000 pháp môn trong 45 năm, luôn cả kinh luật và luận, để độ chúng sanh, để cho chúng sanh thức tỉnh, thức tỉnh và giải thoát sự chết như ngài đã dạy. Nhớ đề tài pháp số 1, lớn nhất là pháp số 1. Như vậy chúng ta không quên, không quên pháp số 1 được Phật dạy. Tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực số 1 trên thế gian này, sống do nhờ vật thực, không có vật thực chết, chúng sanh chết canh đau mỗi ngày là tìm sự sống. Dù con một ngày tới tới chúng sanh trên hành tinh này, trái đất này, tìm sự chết từ sáng thức dậy tới tối, nghe tiếng để nuôi mạng cho sống, không cho chết. Nghe Đức Phật nói tất cả chúng sanh sống do nhà vật thật, nói sống do nhà trời, con chim thức dậy mình mà mang thay rồi bay đi tìm sự sống, từ sáng tới chiều mới đi tìm ổ mà nó ở. Chúng sanh sống do nhà vật thật, chưa xong, đó là chúng sanh. Nói Đức Phật dạy nữa, chỗ này hơi bí mật của chúng sanh mà không có duyên. Đức Phật dạy thêm, cùng so một, không so hai, tất cả chúng sanh sống do nhờ các pháp hữu vi. Sắp về sắp ta tăng kha ra tất cả sống do nhờ các pháp hữu vi. Thì như thế nào gọi là sống do nhờ các pháp vi? Nhờ các pháp vi như thế, ý nó là thay đổi sống trong cái chết, quay chết rồi sống, sống chết, chết sống, nó rất là nhanh. Sống chết, sống chết, sống chết, rất là nhanh. Không phải một cuộc đời chết một lần, ai cũng biết, thì ai cũng biết chết một lần. Nhưng bây giờ Đức Phật nói chúng ta sống do nhờ vật thực. Giờ Đức Phật dạy thêm, ai mà không biết vật thực, nhưng tất cả chúng sinh sống do nhờ các pháp hữu vi. Khó, khó người ta hiểu điều này. Rồi, giải thích sankhara
nghĩa như thế nào? Thay đổi. Thay đổi. Thay đổi như thế nào? Tôi đã thấy gì? Đã thấy sự thay đổi rồi. Đã thấy sự thay đổi. Vì chúng ta nói là thường. Nhưng khi mà vô thường tái chấp nhận không biết như vậy, bệnh tới lúc nào chúng ta không biết, chết lúc nào chúng ta không biết, không biết, không biết, không biết luôn. Rồi Đức Phật giải thích sống do nhờ vật thật mình biết. Cập liền cà hà rồ, đoàn thực, cồn bánh sống. Nhưng sống do nhờ các hữu phi, đâu có ai biết. Người coi chuyện, người có niềm tin trên thời gian này, Eko Samma Samputho Ewa, chỉ có một vị chân đầm chân giác sanh một lần trên trái đất này, không có hai vị sanh một lần. Không, không Phật, không có vị Phật sanh một lần trong trái đất này, hai vị không. Chỉ một vị thôi. Như vậy, một vị Đức Bổn Sư mà chúng ta đang tôn thờ đó. Rồi Ngài dạy cho chúng ta biết rằng nhớ sống nhờ vật thực. Nhưng bây giờ Đức Phật cũng một nữa, sống nhờ các pháp vô vi. Rồi quý vị hiểu các pháp vô vi. Vì có một vị pháp sư, Ngài hỏi trong cử tòa đạo tràng, tháp ra một là gì? Có một bà cụ nói côn. Nói như vậy, anh nói côn. Thôi, nói đúng quá. Nhưng Ngài không hỏi thêm nữa. Trả lại là côn, Ngài chấm dứt đúng rồi. Bây giờ sẽ nói tất cả chúng sinh sống do nhờ các pháp vô vi này. Côn thì dễ nói quá, nhưng các pháp vô vi này làm cho ai hiểu. Các pháp vô vi khi sơ, các pháp vô vi thật không bền vững, có trạng thái sinh lên diệt là thường, vì vậy có sự khổ, có sự khổ nặng. Vì sinh lên diệt đang sống nó mà nó chết, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Và Đức Phật dạy chỉ có Niết Bàn, chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, diệt các pháp hữu vi ấy được. Mấy cái sự vui từ đâu? Đức Phật nói không có diệt cùng diệt các pháp hữu vi. Mấy cái sự an vui từ đó. Như vậy khi mà nói về các pháp vui làm sao chúng ta thấy được các pháp vui? Đức Phật dạy nữa, số một không, chúng ta sống do nhờ cơm, sống do nhờ các pháp vui, rồi có niềm tin, có một gì giác ngộ. Chỉ có Đức Phật một vị sanh ra đã đặt cái niềm tin như ngài, quý Phật à, Đức Phật đang thờ. Rồi Đức Phật nói tất cả chúng sanh có sợ chết là chắc chắn, chỉ một thì chết thì chắc chắn. Vì số một không, chút tâm yoniso manasakara, chút tâm có trí tuệ. Đôi khi như là thay đổi đúng lắm, là một pháp rất cần hiểu, cần, cần một thôi, chú tâm rất rất là trí tuệ. Bây giờ tập chú tâm cho có trí tuệ, chú tâm như thế nào có trí tuệ, hay chúng ta biết chúng ta đang làm cái gì bây giờ đây, đang sống
Nhưng vật thực sáng trưa chiều quen trên thế gian là như vậy. Như Đức Phật nói chúng ta sống nhờ là các pháp của vị này. Hơi thở. Đấy. Sống như hơi thở. Tâm mà hơi thở như nào? Thay đổi. Thay đổi. Hình như như vậy. Hơi thở như vậy. Thở vô. Tay thở ra. Thở vô. Thở ra. Bao lần. Có bao nhiêu ai biết để mình đang sống như các pháp của mình. Bao nhiêu này đang sống với các pháp, đang sống đó và đang sống đó và đang sống và không có là chết, mà trong sống thì nó thay đổi. Đang sống như thế, nó vô, nó sống, nó vô, sống, nội dung thở vô không à, bao nhiêu sống, nhớ, 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 nhớ để mà sống, rồi ra nhớ cho kịp, nhớ, nhớ để mà sống, quên nó lại chết. Đấy. Quên nó lại chết vì mình đang sống với nó, quên nó lại chết, có phải vậy không? Nên. Quên nó lại chết. Hay Đức Phật dạy nhỉ, đừng quên, quên lại chết, hơi thở quên lại chết à, mình chết chỉ quên hơi thở đó thôi, mà đúng vậy không? Quên hơi thở lại chết rồi, quên hơi thở đem đi chôn. Còn hơi thở không đem đi chôn đâu, bác sĩ. Còn mạch là khi trái tim không có hơi thở không đem đi chôn. Người đó quên hơi thở rồi. Thành ra thân này bất tỉnh. Đất nước lửa gió không à. Bất tỉnh liền. Vì vậy mấy xuất gia liền tin tưởng Đức Phật. Niệm bất tỉnh, bất tỉnh, bất tỉnh. Mà tóc lông mông răng dài trong lúc mà cạo đầu. Vậy đó. Vì là một đối tượng sống động. Có một vị say dê đệ tử của Ngài. Xá lợi Phật. Trong khi cạo đầu, tóc nó rơi phải đầu đắc quả A-la-hán trước về phần thịt. Tóc. Đấy. Tóc không mà. Và mài thể trưởng. Như vậy Đức Phật, cố gắng đừng quên niệm, niệm Phật. Rồi, không bao giờ nạp phiền. Niệm tâm từ, thương tôi, thương tôi thương. Bất cứ từ tôi ra thương bất cứ bao nhiêu đối tượng thương, không làm. Nhưng phải theo thứ tự, cũng như thương theo thứ tự, không thương sai. Thương theo Đức Phật thương. Đức Phật dạy cho mình thương. Lối thương như này. Từ bi hy xả. Đó là Đức Phật dạy. Nè. Từ bi hy xả. Tình thương có tâm từ trong đó. Và từ. Từ đó nó xảy ra. Bi. Từ bi mới xảy ra. Thấy. Từ hay ra sắp ra xả. Đó là Đức Phật dạy cho mình. Biết như vậy. Niệm tâm từ. Như vậy niệm tâm từ không lạc thiện. Cầu xin cho tôi được an vui. Cầu xin cho tôi được vui. Và cầu cho tất cả chúng sinh được an vui rồi. Đó có lạc. Cho mình. Cho tất cả chúng sinh. Rồi. Mỗi ngày. Đều tụng như vậy. Niệm thất bất tịnh. Cũng không lạc thiện. Làm sao lạc. Thức dậy mấy giờ thức dậy rõ biết là tỉnh, phải được rửa mặt liền. Đấy, nếu bất tỉnh, chải tóc liền, làm sao lạc thiền? Lo cho mình cho sạch sẽ mà. Vậy đó, làm sao lạc thiền bất tỉnh? Rồi, tự nhiên mình bất tỉnh, nhưng người đời cứ che, che, che. Không phải ngồi để mà quán thấy bất tỉnh, không phải như vậy. Để mà che, che nó, vậy đó. Này. Rồi cuối cùng niệm sợ chết không bao giờ lạc thiện. Này, không bao giờ lạc thiện. Đấy, đó là đối tượng
mà bất cứ ai tánh diệt cũng tu được. Thế sẽ vậy sinh nhật hôm nay vì một vị sư bạn thật ở Nhật Bản 31 tuổi rồi công đức ngài rất là nhiều, thấy là ta tán dương đó. Ngài là một vị tăng thông nước Nhật Bản, vị tăng thông thứ 7. Ngài có bằng danh dự của Đại học Mahachula, Đại học Thái Lan, Đại học Phật giáo Mahamongkut, Đại học Phật giáo, hai đại học. Mahachula luôn coi Đại học của dân, Mahamongkut, Đại học của vua, nên hai đại học, hai phải tặng cho ngài. Ngài được chính phủ Miến Điện tặng cho ngài một vị truyền đạo xuất sắc, giỏi trên thế giới. Nay nhân bằng khen với người Phật tử biết bao nhiêu cái niềm tin thương mến ngài và sư cộng dạy, cũng ở cái mái chùa của ngài và dùng vật thực hết trong chùa của ngài vậy đó, mà nổi tiếng chút ít ở Nepal cũng nhờ ngài. Ngài thầy hồi lúc đó đi Nepal rồi tự nhiên câu chuyện xảy ra ở đó, không cần hàng bắt đầu dạy thiền biết chút ít thôi. Này, ngài dịch thực tế Nepal tin tưởng ngài rồi. Như vậy cái tóm tắt thì bao nhiêu là các pháp hậu vi thật không bền vững có trạng thái sanh diệt mình đang tu này thọ bát quan trai, niệm Phật, niệm tâm từ, niệm thân bất tịnh, niệm suy chết, rồi trở lại ngồi để mà quan pháp hữu vi quan chiếu thân tâm, các pháp hữu vi thân tâm như thế nào, thay đổi đó là Như Lai thiền bài số 1. Tất cả chúng sanh sống do nhờ các pháp hữu vi. Khi mà chúng ta theo dõi các pháp hữu vi như thế, thay đổi là chết rồi, thay đổi là chết rồi, trí tuệ kiểu này không thay đổi là sống. Giờ tìm đi, tìm hơi thở, thời tiết thay đổi, vật thực thay đổi, thời tiết thay đổi, tâm thay đổi, nghiệp không còn thấy gì. Đang cách ly đó, bệnh thời tiết ở đâu á, gió nó bay đưa đi hết thế giới, thời tiết thay đổi, vật thực thay đổi, dùng vật thực đó tốt, thân này dễ chịu không tốt rồi thay đổi thân, thời tiết thay đổi thân, vật thực thay đổi, tâm thay đổi tâm. Như vậy thay đổi thầy đâu có vui. Không thay đổi mới vui được. Tìm hết rồi cái gì mà ngoài cái thời tiết, ngoài cái vật thực, ngoài thời tiết, ngoài tâm thay đổi, có một cái là cái nghiệp nó gây ra, nó thay đổi cái thân này, bồn phải thay đổi, vật thực thay đổi thân, thời tiết thay đổi thân, tâm thích không thích thay đổi thân, nghiệp thay đổi, trốn đi đâu. Đức Phật dạy sống, nếu mà Đức Phật dạy tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực,
Đức Phật đầu chăm dứt đó, tất cả chúng sanh sống do nhờ các pháp thôi. Mình phải theo các pháp thì mà sống, để mà sống rồi theo các pháp sống không có thật, không có thật thay đổi, chết chết trong cái sống, chết trong cái sống, đang sống thấy cái chết trong cái sống, chết cần phải thấy chết chắc chắn mình đâu có thấy, tất cả chúng sinh có sự chết chắc đâu có thấy, nhưng mà theo dõi các pháp vô vi này nè, thay đổi thấy mình chết, thấy mình đang chết, thân đang chết và cái tâm đang chết, thọ đang chết, cái gì không ở quyền sở hữu của mình, sống như thở gió của mình không, tự nhiên nó vô, qua tự nhiên nó ra, qua tự nhiên vô, nó về quá, nó cho một cách tự nhiên hồi nào tới giờ, nghiệp báo mình đâu có thấy, về quá không bao giờ nghĩ tới nó, không bao giờ, nó là các pháp, không có hơi thở 3 phút chết này, ai còn hiểu, có tập hơn 3 hơi thở mà không quên nó không, tập được không, 3 phút không có hơi thở 3 phút chết mà mình theo dõi nó 3 phút, trong khi nó có nó vô ra mình 3 phút không quên nó, trở lại nó là chết, hơi thở chết, có cái không quên, không quên, cái này gọi là chánh niệm Đức Phật khám phá ra là chánh niệm. Chánh niệm ở trong tâm sở, tâm sở thiền này. Như vậy khi mà chánh niệm cho lại A Tỳ Đàm giải thích một chút vấn đề người bạn chết thôi, chúng ta đang học phương pháp để mà không chết bằng cách chỉ làm sao chúng ta thấy chúng ta đang sống trong cái chết. Như vậy nó phân ra cái này sống, cái kia chết, cái này sống, thấy vậy, thấy sống tới chết, hay mới thật. Đức Phật dạy đừng có quên, quên là chết. Bây giờ cái đó là như vậy đó, nhưng mà mình không quên cái gì? Không quên các pháp hữu vi. Mình đang sống với nó, mà nó như thế nào? Các pháp, có 3 pháp ẩn, vô thường tướng, họ nào tướng, có gì thay đổi khổ. Cái gì thay đổi khổ, cái gì thay đổi khổ, bây giờ trong cái đó, trong thay đổi có cái khổ, rồi trong cái khổ bất lực, làm chủ được không? Làm chủ đừng có sanh, đừng có già, đừng có chết được không? Làm chủ tâm mình được không? Bất lực. Như vậy khi mà chúng ta thấy chúng ta sống thấy chúng ta sống mà thấy cái chết ở trong cái đó, vừa thấy sống vừa thấy chết, vừa thấy sống, bây giờ Đức Phật là phải sống, quỷ thì cô phải sống, quán thân để mà sống, quán thọ để mà sống, quán tâm để sống, quán pháp để mà sống, gì để chế ngự buồn lo trong tâm đang sống trong đó, nó sống đừng buồn đừng lo, giải thoát nó đi. Thầy cho nó nghe là giải thoát, thoát ly, thoát ly trước khi nó xảy ra. Sự thật nó vậy, nó tới chào, nó đi đưa, không vui không buồn với sự sống, tháo vô thấy theo dõi như vậy, không có mừng không có buồn không tham, và thà ra cũng không sân mà đang sống với nó. Như vậy không tham không sân tại sao? Vì không quên các pháp hữu vi, nó là như vậy, nó như làm sao như vậy, như vậy cho đến sự thật nó là về sự thật. Và nếu thấy sự thật như vậy, thấy cái nguyên nhân của cái khổ và sẽ thấy cái nguyên nhân của cái vui. Tại sao mình thấy thế? Đàn đi trên con đường đạo đế bằng cách nào? Họ bác quan trai hôm nay đạo đế này, nhờ có đạo đế thấy các pháp hữu vi, các pháp vi nó có cái nhân của nó, có cái nhân của nó, tại sao giàu để chết ai. Như vậy thấy khổ muốn gì không, lửa bốc không,
xả xả cách ly, khách ly, thoát ly rồi. Đó là cái diệt, đó là diệt. Một hơi thở thôi, thở vô không tham, thở ra không sân, không quên hơi thở. Như vậy có một cái tỉnh, nó thấy các pha kia nó thay đổi, nhưng một cái cá tin tưởng có một cái không quên, không quên, không quên như thế nào? Không quên, Đức Phật nói quên ở chết, không quên ở trong. Lời dạy cuối cùng của Đức Phật, các con nhớ, trước khi tâm từ từ bi 80 tuổi hỏi thắc mắc, không còn thắc mắc, vẫn còn nhắc các con đừng dễ vui. Dễ vui là chết như thế nào? Có vị A La Hán thì khỏi nói rồi, tu đạo vườn còn 7 kiếp nữa, đừng có quên. Coi cho nhiều, sẽ rút lại còn một kiếp, sẽ rút lại không còn ở trong thai bào. Tiếp tục dạy pháp này, lại vị lại nhắn cùng một vị nè. Trong khi chúng ta dùng tục cha tinh thần, cha của tâm của mình, cha mẹ cho thể xác này, đại học không dạy các pháp hữu vi nè, dạy cho chúng ta biết thấy suy nghĩ. Các pháp hữu vi phải qua định, phải có qua giới định phát sinh huệ mới thấy được các pháp hữu vi. Vậy đó. Mà nếu quý vị thấy được các pháp hữu vi, có trạng thái sanh diệt, thanh diệt là thường, quý vị sẽ giải thoát các pháp hữu vi. Đức Phật nói mình sống như đó, đó sống như đó mà trở lại mình tìm hiểu, không phải, nó nhanh hơn côn nữa. Nó thay đổi một hơi thở thôi, hơi thở như vậy, nó làm việc nghiệp báo, thở lên đặt cảnh của nó, thở lên thở xuống, ở trong bao tử, ở trong ruột cả trong, đi cả hết toàn thân, thở vô thở ra này, hơi thở ra. Như vậy khi người ta theo các pháp hiểu như vậy, kinh nghiệm như vậy đó, cái dễ nhất, dễ nhất là hơi thở, dễ nhất là gió sông động nhất, khoa học tiến bộ nhanh nhất là sắc pháp về gió, nhanh nhất phi thuyền thì trên mặt trăng. Nói về cái đi bộ, nếu mà đi tới Việt Nam á, nửa trái đất á, 5 năm nó đi cả 24 tiếng hồ, 24 tiếng đồng hồ mà đi đó thử á. Từ đây tới Hà Nội á, đó, Phật tử mới vừa đi á, có 10 mấy tiếng, 16 tiếng, từ San Francisco có 16 tiếng bay thẳng hàng không Việt Nam đó, Air Việt Nam đó, 16 tiếng. Vậy mới thấy gió đưa con người đi, mà nếu gió đưa con người đó, Đức Phật là gió đưa mình tới Niết Bàn, đó có chuyện sai, đó có chuyện sai. Nhưng mình làm được như khoa học nó làm mấy bài bài suy nghĩ thôi, mà làm cái quạt không cho ngừng nghỉ trong 16 tiếng đồng hồ tại Việt Nam. Mà nếu mình mới thiền, nếu cứ tiếp tục gió 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 làm việc, mình không quên gió đó, 16 tiếng gì như thế này. Vì vậy thiền nói ngắn lại từ sát na một, một sát na, một sát na, từ giây một để hiểu giây, rồi lên đây phút nó cắt nhỏ giây, dưới giây nè coi không kịp mấy mình dùng là sát na đây, sát na coi không kịp đổ xăng, số nó chạy coi không kịp đâu này, thì coi kịp chạy đồng hồ thôi, để coi đồng hồ lấy tiền, một tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi làm được 10 phút rồi, 20 phút, một tiếng có tiền này, thì nó cắt tay phút thôi, coi tay phút, cầm dây đó thì rung động chuyện làm của mình. Dây như là
hơn giây là nữa đó, là phút giây second là hơn là nữa. Thầy mới có dùng chữ sát na. Sát na là một cái chập tư tưởng đó. Mình nói Đức Phật xuyên hơn xuyên thấu, nói về cái thân thay đổi một lần tâm 17 lần rồi, đây mới thiền. Như lời thiền mới thấy được tâm của mình chết. Thân chết, nói thân chết đang sống rồi thấy tâm của mình chết. Chết là gì? Chết là quên. Chết là quên này. Như vậy mình tập thiền để trừ cái quên thôi, để nhớ 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 cho nhiều. Nếu mình ngồi thiền đó không quên nhiều nhớ tốt lắm rồi, để mà biết nè, tiếp tục biết biết làm sao thấy thấy biết này, nó lên tới rồi về đổi cuộc đời của mình. Một con người như vậy thân tâm đối với định huệ mà làm sao đối được. Đức Phật nó tam học, học giới, học định, học huệ, đổi cuộc đời từ sanh tử luân hồi tới giải thoát khỏi luân hồi. Đó là ý nghĩa của sự chất lý thuyết. Rồi thực hành, mới thực hành, mỗi ngày thực hành đó, và không quên viện sách A Tỳ Đàm, thầy Tông Hạ mới đem ra đọc. A Tỳ Đàm Abhidhamma, vô tỳ pháp, thù thắng pháp, cao thượng, siêu lý. Để mình thấy sự sống mà như thế nào sống, thấy các pháp hữu vi, mà giải thoát các pháp hữu vi rồi được an vui mãi mãi. Bài sớ gọi là giáng sanh. Các pháp hữu vi thì không bình đẳng, pháp có tên sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên từng hai có sở của chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt. Các pháp hữu vi mới được sự an vui tuyệt đối rồi. Niết bàn. Bây giờ làm sao chúng ta thấy các pháp hữu vi? Học tới chương thứ hai. Trong chương thứ hai nó giải thích để cho chúng ta thấy được các pháp hữu vi. Nói về cái gì? Nói về bốn sự thật. Tâm vương thay đổi, tâm sở thay đổi, sắc thay đổi, niết bàn không thay đổi. Đây ở trong quyển sách này. Giờ tới chương thứ hai, trang 31 tiếp tục. Chương 2 trang 31, các chê ta sẽ cá hai tâm sở. Phần màu các loại tâm sở. Một tâm thức không phải là một đơn vị giả giản dị. Một tâm thức à? Tâm thức là một sự tổng hợp phức tạp của những tâm sở hay chê ta sẽ cá. Những phần tử ấy tạo thành tâm thức và sống trong và với tâm thức ấy. Này, ví dụ trong 89 tâm đã bàn trong chương trước, những tâm giản dị nhất là chắc khu nhà na nhàn thức, to tạc với nhà na nhạy thức, vân vân. Những tâm này là những cảm giác thuần túy, không bị tiêm nhiễm ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ trên đối tượng. Nhưng nếu chúng ta tìm xét thì chúng ta sẽ thấy những tâm ấy gồm có bảy tâm sở này. Một cái thức thuần túy thấy nghe nè, thì có cái bảy tâm sở trên một lực. Một là thát xá, xúc chạm,
của chỗ thể đối với đối tượng. Hai, vedana thọ, cảm giác của chỗ thể, chịu ảnh hưởng của đối tượng. Ba, sanya, tưởng, để ý đến đối tượng. Bốn, cetana, tư, thiền ý đến đối tượng. Năm, ekakata, nhất tâm, chú tâm đến đối tượng. Sáu, jivitendriya, mạng càng. Và bảy, manasikara, tác ý đến đối tượng. Bảy tâm sở cùng khởi một lần, không phải trước sau, chúng cùng một đối tượng với thức và phát ra từ một cành với thức. Khi thức diệt thì các tâm sở này cũng diệt theo. Ngày có 52 tâm sở tất cả được phân loại như sau: 13 anya, samana, đồng bất đồng tâm sở, chia thành hai loại: 7 biến hành tâm sở, tappacitta, sadharana, và 6 biệt cảnh tâm sở, pakinaka. 14 bất thiện tâm sở, và 24 tình quan tâm sở, là sopana. 52 tâm sở này phối hợp và thay đổi cho nhau để hợp thành các tâm tai khác phân biệt. Phần ở dưới nè, tiếp tục nè, giới thiệu 52 tâm sở. Một là ma pali văn, một nhớ ekupata nirodha cha ekalam panavattuka ceto yutva vipanyasa amma cetasika mata. Hai là mã thích văn, ekupata đồng sanh, ekanurodha đồng diệt, ekalamana đồng một đối tượng, ekavattuka đồng một căn, ceto yutva tương ứng với tâm, vipanyasa 52 tham ma pháp, cetasika tâm sở, mata quá khứ của phân tử của manyasi. Được biết là trang 32 ba việt văn, ba la mã việt văn, một nhỏ tương ứng với tâm có 52 tâm sở, chúng đồng khởi với tâm, đồng diệt với tâm, đồng một đối tượng và một căn với tâm. Này, đó là tâm sở đó. Bốn là mã thích nghĩa rõ hơn. Đoạn này nói đến các tâm sở và hành tướng của chúng. Có 52 tâm sở tất cả, và chúng đồng sanh, đồng diệt một lần với tâm và đồng một đối tượng một căn với tâm. Không một tâm nào có thể tồn tại mà không có tâm sở. Này chúng ta chỉ biết tâm nhân mà có tâm sở, sanh một lực diệt một lực diệt tâm. Chuyện bữa nay đó quan trọng đó, cả tâm và tâm sở của tâm ấy sanh và diệt đồng thời. Như vậy một tâm sở phải có đầy đủ bốn đặc tính trên mới được gọi là tâm sở. Này, có một loại sắc gọi là Vinyatirupa, pháp biểu sắc, cũng sanh diệt đồng thời với tâm, nhưng không thể gọi là tâm sở vì thiếu hai điều kiện tạo. Theo Abhidhamma có 52 tâm sở tất cả,
từ thọ tâm sở quê tân và từ tâm sở xây nhà nam mời tâm sở còn lại thuộc sang kha ra hành vận này hành vận đây tâm sở này như vậy tới chuyện này chúng ta đọc qua nhân đó thì giờ quý vị nhớ học tâm sở này tâm vương màu nhân mà tâm sở này tới 7 tới 52 nè bây giờ đọc về bài biến hành tâm sở là Pali văn hỏi đất thăng Paso Vetana Sanya Chetana Ekakata Chivitandriyan Manasikaro Cheti Tatime Chetisaka Tapachitta Sadharana Nama Pali văn. Thích nghĩa đất thăng vì sao Paso Xúc Vetana Thọ Sanya Tưởng Chetana Tư Chetana thì đôi khi nhiều vị dịch là tác ý đà. Sau cái này gọi là từ Ekakata nhất tâm chi vi tình tri dân mang căn Manasikara tác hí này thầy chỗ Manasikara nhiều vị dịch là chú ý còn Chetana là tác hí tùy theo các vị dịch là hiểu vị dịch Satima Satta và Ime bảy tâm xã này tập cho ta xa thành ra như thế tâm biến hành tâm xã nam á gọi là việc quan vì sao xúc thọ tưởng từ nhất tâm mang căn tác hí này bảy tâm xã này được gọi là nhất thế biến hành tâm xã vì bảy tâm sở này luôn luôn có mặt trong tất cả tâm. Tất cả tâm, bảy tâm sở này xúc, mở mắt, âm thanh tai, mùi vị, tất cả bảy cái tâm sở phải có xúc, rồi cảm giác liền, thọ tưởng liền. Từ cái sự chú tâm, tùy theo cái vị dịch, nhất tâm, mạng căn các cái bảy tâm xã này là nhất thể tâm biến hành tâm xã luôn luôn có mặt. Giờ thích nghĩa phát xá từ ngữ căn là phát xúc chạm phát xá là sự xúc chạm của chỗ thể đối với đối tượng và vật chất hai tinh thần xúc được nói đến đầu tiên vì đêm trước các tâm khác theo lý 12 nhân viên thì xúc ở trước rồi mấy cái thọ trong thập nhân viên nói như vậy sự thật các tâm sở đều khởi lên một lần đây là trong thập nhân viên nói theo thứ tự á nhưng mà trong A Tỳ Đàm thấy là sự thật á một lần vì nó không có sắc cái tên thời thành ra nó lên một lượt nghe nè còn nếu sắc ta lượng 1, 2, 3, 4 còn cái tâm nó không có sắc pháp từ xúc thọ tưởng từ những tâm mà cảm thấy cái một lượt nó sinh lên thấy bảy mặt nó có rồi không phải xúc rồi ôi mới là họ rồi mới nó tưởng nó phải như vậy nhưng cái tâm của mình hoạt động như vậy nó lại một lượt vậy đó bảy tâm sở này trong thấy vì trong thấy có bảy tâm sở rồi mới biến hành tâm sở vậy đó không trước không sao nhưng nói xuất trước để dễ hiểu thôi cái tiện việc trình bày thôi Vedana thọ từ ngữ căn là biết nghĩa là kinh nghiệm họ lãnh họ các thọ có thể là lạc thọ khổ thọ túc hay đục hay và không lạc không khổ
Atukamasukha, chính Vedana, cảm thọ, đối tượng khi đối tượng xúc chạm với các giác quan. Ba xây nhà từ ngữ căn sanh, cộng với nhà nghĩa là biết, hay đây là nhận thức đối tượng như một tướng có màu xanh, vân vân. Chính là xây nhà giúp ta nhận biết một đối tượng mà một lần trước ta đã nhận biết mà được quả gia quạt. Cái tưởng đó là như vậy đó. Đã nhận biết, đã ghi nhận biết vì một lần trước mình đã thấy rồi, mà cũng như vào đường đã có người là vào đường sư đã thấy một cái nói rồi đã biết liền, vì đã biết được cái tưởng là như vậy, đã biết đó là cái gì. Mà thấy người đó một lần rồi sao nhớ, vì đã từng biết rồi, đó là tưởng là như vậy. Cũng giống như là một người thợ mộc để biết đến các loại gỗ nhờ những dấu để ghi, đã ghi trước trên các tấm gỗ, cũng như để biết đâu đối tôi Phật mới cho tới ta ghi đó, đó là đế, kia là Phật để cho mình nhớ vậy đó. Chetana từ ngữ tân căn là chích, nghĩa là suy nghĩ, hối hồn và chất chứa các tâm sở con khổ với mình trên đối tượng này như vậy, nó là chetana đó, nghĩa là suy nghĩ đó, chetana. Cái này diệt từ rồi chetana, mà từ chetana là tác ý, nhiều chỗ diệt là chắc tác ý, nhưng chỗ trong quyển An Tham này diệt là từ, ý nói là suy nghĩ, là hối hộp chất chứa các tâm trở thâu phụ với mình trên đối tượng. Chetana chỉ phối hợp và định đoạt mọi hoạt động đối với các dục giới tâm. Chetana tâm hoài chủ động này, là nói trở lại đây, nếu ở dục giới tâm mà chetana chủ động mới mình để ý chú ý niệm tác ý quy nó chủ động này, chetana mấy các vị phải niệm niệm tác ý, thì cái chữ chetana này nè, giải thích nè mà dục giới này nó là chủ động, nhưng mà mình phải niệm muốn thấy vì nó chủ động á, cần thấy không, niệm hai ba cần này hai ba lần tự nhiên phát sinh rồi biết trí nhớ, mà vừa ghi nhận cái chánh tư duy nó tái liệt cái chỗ này này, nó ở cõi dục giới. Như vậy mình đang đi trên con đường bát chánh đạo, vậy mình đi đúng hay đi sai? Như vậy khi nó ghi nhận thì tự nhiên mới suy nghĩ đúng được. Mà đối với siêu thế tâm panya này, còn siêu tâm thì nhập panya hoạt động rồi, còn dục giới này là tác ý, nó là chủ động. Như vậy là như chỗ chetana, chetana là nghiệp, chetana là nghiệp, chetana là giới. Đức Phật này các vị thực tu Như Lai là tuyên bố rằng tác ý là nghiệp, là giới, là giới đó. Như vậy mình giữ giới đó là hay tác ý, mới con xin vâng chịu điều phục là cố ý, là tác ý rồi đó, tránh xa đấy, vì tác ý là giới. Người bên nhà trí tuệ nghĩa đóng vai chủ động, đó là siêu thế tâm này, trí tuệ hoạt động rồi này, còn mình đây nghiệp. Vì vậy nghiệp gì? Nghiệp thân mới cố gắng gìn giữ, không sát sanh, không trộm cắp, nghiệp khẩu không nói dối, không nói đầy người ta, không nói đứa, mới cái này là chủ động. Hãy niệm, muốn nói nha, nếu muốn nói
muốn nói vậy đó. Và khi mình niệm muốn nói đó, cần nói không, nếu cần nói nó không cần tự nhiên nó mất niệm đấy. Thế này mới là chủ động chetana tác ý, muốn làm cái gì niệm này. Và nếu niệm sự thật phải làm thôi, mà nếu không cần làm mất rồi thì tác ý cho nên nó đổi chetana hàng đứng ngay chủ động. Còn siêu thế tâm như thế nào, trí tuệ gì vậy, trí tuệ như này thấy được tứ diệu đế rồi, trí tuệ chịu khổ, trí tuệ người này không bao giờ đi vướng được đắc đạo. Tại sao? Diệt được cái tà kiến, thân kiến, trí tuệ chịu khổ rồi. Còn ở cõi dục giới chưa? Như vậy mấy ngày hành thiền phải theo dõi cho trí tuệ phát sanh, cho cái chính kiến thay rõ các pháp vi, nó không bền vững lâu dài, nó sanh diệt cái khổ này về sanh diệt của các pháp vi này, và cái khổ này sanh diệt trở lại cái khổ này không có bạn nã không lần nào này. Còn khổ sanh khổ dập khổ này ai này, còn ngồi thiền nó lâu cái khổ các pháp vi đi nó khổ các pháp vị này là luôn luôn thấy các pháp vị đối cuộc đời chỗ này này đối chỗ này này dục giới tâm đưa đến sự lên đến sự chất chứa các nghiệp này, nghiệp dục giới mình làm gì cũng có nghiệp hết. Ta đi với nghiệp của ta đầy dục giới à. Nè, ta đi với nghiệp của ta. Siêu thế tâm hướng đến sự diệt trừ nghiệp. Vậy siêu thế tâm nếu mà thấy được nước bạn, ngủ giới không bao giờ đứt. Này, không bao giờ có tác ý nghĩ đi sát sanh đi trộm cắp. Nè, đi tà, không có tác ý nghĩ như vậy. Đấy. Dù cái tâm tham nó dường nghĩ lên niệm thầm nàn liền như thế nào? Vì nguyên nhân của bất thiện pháp là gì? Si vô tạm bất quý trạo cử, cái này là bất thiện pháp. Còn cái bậc thanh nhân như thế nào? Trí tuệ chi phối là tạm quý thấy trào cử này là gì? Như vậy chetana ở siêu thế giới không tác thành nghiệp tâm mắt này, siêu thế giới là chetana. Còn người phàm chetana thành nghiệp, cho nên nhờ cho chetana này siêu thêm siêu thế tâm không tác thành nghiệp, dù phát sinh vì đó có chân niệm ha, vì niệm tâm mà suy nghĩ niệm, cái tai ban đầu có suy nghĩ hôm nay rồi đã mới là trí tuệ chi phối. Dầu che tinh na tìm thấy trong di thục tâm vi phạm á cũng không có giá trị luân lý, vì thiếu sức mạnh chấp chứa mà ekakata nhất tâm ekakata mà ta akakata ekakata tức là chú tâm trên một đối tượng ekakata ngồi thiền đó, chú tâm là bụng, chú tâm đó là ekakata, chú tâm trên đối tượng này mày nè, như một ngọn lửa tại một chỗ không có gió, như một cột trụ không bị gió lay động. Nhất tâm này là một phần tử của thiệt. Hai.
nhất tâm á, chú tâm này bụng này, rồi nhất tâm rồi đó, chú tâm rồi nhất tâm, chánh niệm hướng dẫn nhất tâm, nhất tâm, nhất tâm, nhất tâm, ngày vậy đó, thiền rồi đó, nhất tâm. Khi nhất tâm được phát triển và trao dồi sẽ trở thành samadhi nào, khi mà nhất tâm đỉnh này đã thành tâm định rồi, đã giải thích rồi. Jivitendriya mạng căn, jivita là mạng, indriya là căn, ta dễ gọi là mạng vì nuôi dưỡng các tâm sở cầu phù, nuôi dưỡng tâm sở. Tôi nói là hồi nãy tâm sở chú tâm nơi bụng này, rồi tâm sạc đắc nào xúc họ thường nhất tâm mang căn tác y tâm sở, rồi chỗ này sẽ nói biệt cảnh tâm sở này, tâm tứ đơn giản nữa, đoạn sau nói rất là rõ nuôi dưỡng tâm sở, có gọi là căn đó, mang căn nuôi dưỡng tâm sở đây người này. Nuôi dưỡng tâm sở cầu hữu và gọi là căn quy đều hành các tâm sở cầu hữu. Nếu chetana định đoạt các nghiệp, chính mạng căn này nuôi dưỡng sự sống cho chetana và các tâm sở khác này, đây tâm sở đó được Phật dạy đó, ở đời đâu có tham thì tây mặt trăng thì không, nói về cái này này có hai loại jivitendriya, một là nama jivitendriya danh mạng căn, hai là rupa jivitendriya sắc mạng căn. Danh mạng căn nuôi dưỡng các tâm sở, danh mạng căn là dưỡng tâm sở, còn sắc mạng căn nuôi dưỡng sắc pháp này. Nơi thế nào gọi là sắc mạng căn, danh mạng căn nuôi dưỡng, danh mạng căn nuôi dưỡng tâm sở. Như vậy khi mình thiền tốt, bắt đầu nó nuôi dưỡng, mới là tu tiến, nuôi dưỡng tâm sở thiện. Còn danh mạng, sắc mạng căn nuôi dưỡng thân, nuôi dưỡng thân, ôi người đó còn trẻ, hay là cái thân này nó tương tròn trịa, người đó già rồi vốt vô cái bắt đầu, ôi cây như cây, cây tươi cây già, rồi cây già một hai là sắc mạng căn chết rồi, này cây chết rồi, thân mạng quý vị nó chết lần đâu có thấy, là mới lại già không có nuôi nữa, này cái chết lần chết mòn, đó là mạng căn nuôi không có gì nuôi nó được nữa, nó mới già già này chết cây cái vậy. Nhưng quan trọng là danh mạng căn nuôi dưỡng tâm, vì vậy nuôi dưỡng tâm thiện từ tục đế tới chân đế, đi lên mới thành Phật, thành tiên, thành Phật. Danh mạng căn này tôi tốt, nuôi dưỡng đây là ba la mật á, danh mạng căn bao nhiêu kiếp không bao giờ mất, nuôi dưỡng a tăng kỳ kiếp danh mạng căn này nuôi dưỡng tới chân đẳng chân giác, độc giác, thinh quan giác, danh mạng căn nuôi dưỡng. Còn sắc mạng căn này tùy theo sắc thôi, cho nên nó vô thường, khổ đau vô ngã, mình thấy nhưng mà danh mạng căn này. Cái này quý vị phải đọc cho nhiều lần, sắc mạng căn, danh mạng căn nuôi dưỡng các tâm sở, sắc mạng căn nuôi dưỡng sắc pháp, như hoa sen được nuôi dưỡng bởi nước, giải thích ra hoa sen đẹp đó, nhờ nước nuôi dưỡng. Như đứa con nít
được nuôi dưỡng, được Chúa nuôi dưỡng rằng nó lớn, nó tốt nhờ Chúa nuôi dưỡng. Các tâm pháp và sắc pháp được chư Bồ Tát nuôi dưỡng cũng vậy. Hay các danh mạng căn và sắc mạng căn được sinh khởi khi thay bào mới sinh này, thay bào mới sinh này nuôi dưỡng rồi, từ trong thay bào đây nuôi dưỡng rồi, nghe Phật danh mạng căn sắc mạng căn bảo trì rồi này đó, quy về cái nghiệp này nè, và sẽ tiêu diệt khi mạng chung đó, từ đầu thai đó nó đã vui tới chết hết tuổi thọ đó đấy, nuôi dưỡng nha. Vậy sự chết có thể xem là sự diệt trừ của chư vị tình trì giả mạng căn cái chết à, dùng mạng căn đó, các mạng căn danh mạng căn đó, hằng người chết rồi tham người chết như thế, manasikara tác ý nghĩa là đưa tâm đến đối tượng, cũng như bánh lái đưa con thuyền đến đích. Một tâm không có tác ý cũng như con thuyền không bánh lái, đây mà mình phải dùng, phải niệm tác ý, muốn làm tác ý mà không giống cho con thuyền không lái đi, không biết là cái gì, quý vị thấy súc vật nó đâu có tác ý, con chó nó chạy nó đứng nhanh nó đi nữa, không phải đây chỉ xúc động thôi, đây toàn con người không phải có tác ý à, này thầy cho này mới niệm tâm tác ý đó. Không niệm giống như thiền hoặc lại thiền của lai kia bỏ trong ha biển gió đưa đi, còn có lái gió này nó vừa gió này mà bồn cái nó chạy đi, có lái này rất là quan trọng. Thật ý như chưa thiền không có bánh lái manasikara khác với vitaka tầm, manasikara khác với vitaka tầm, các ý hướng các tâm sở trên đối tượng tầm tầm quan các tâm sở tầm là quan các tâm sở trên đối tượng này, giải thích vitaka tầm nghĩa là tầm ý, nó khác hơn manasikara. Manasa chú tâm không nên tâm. Các ý hướng các tâm sở trên đối tượng. Tâm là quan. Quan các tâm sở trên đối tượng. Tâm như thế này. Cũng như quý vị đang chú tâm á. Nè, chú tâm nó bụng. Nó quan lên bụng. Giải thích như vậy đó. Tâm tâm sở. Tâm tay trước á. Giống như quan tầm tứ luôn, mới theo dõi thì vậy, tâm không biết ở đâu, chú tâm cũng như nó quan trên đối tượng ở nơi vòng mà tầm nó có hàng tầm mà không biết ở đâu, nó quan vô bận rồi đó, nó tầm tâm xả vậy thế thế cả nên trên đối tượng. Bảy tâm xả vừa kể trên khi nào cũng hiện khởi với tất cả tâm nên được gọi là sapicitta sadharana, bảy tâm sở vừa kể xúc thọ tưởng tư những tâm mang cả thì luôn luôn thấy nghe tất cả tâm, bảy tâm sở nó sẽ một lượt gọi là biên hành tâm sở. Rồi vừa phải bên này từ kể đó, ngày mai sẽ tiếp tục biết cảnh tâm xã, cái này biến hành tâm xã. Còn nếu mà đọc biết cảnh tâm xã nữa, hết sợ thiền. Giờ để chúng ta thấy các pháp phục vị, để chúng ta đang sống với các pháp phục vị bằng không. Vậy biết là sáng trưa sống như cơm thôi,
mà ông thấy sớm nhà ca khảo quý vị này xong với cô là lo vật thật xong không có vật thật đâu xong được, nhưng xong giờ ca pháp phải ngồi thấy riêng là Đức Phật dạy quan trọng nhất này các pháp quý vị đấy. Cái này xong như cô bánh ai cũng biết hết, người ta bảo các pháp quý vị này đấy, mình phải thấy mình xong như nó như thế nào, coi mình đang sống như các pháp vượt pháp, các pháp vượt như thế nào này, cái chỗ đó đó. Nếu mà mình thấy cái sống như các pháp vì theo các pháp vì sẽ học nó đưa đi này, nó đưa đi cho giải thoát các pháp vượt vậy đó. Còn nếu có cõi dục hay này thôi ai sống còn nữa, nhưng mà các pháp vượt hiểu nó rồi nó đưa đi đấy, đưa đi giải thoát. Và thấy các pháp vui này đưa đi giải thoát. Bây giờ ta lại không quên sống như các pháp vui này, sống như là bếp cho đó, nhưng mà vô đây là các pháp vui sống như các pháp. Bắt đầu không phải đây đi đưa nào quét dọn rồi chén các pháp vui rồi đấy, xong như cơm nữa, xong cà pháp đi đứng nằm bốn quay nghỉ thấy ngày cà pháp vui hết này, bắt đầu nó thuần thục truyền tịnh để chúng ta giải thoát khỏi cà pháp vui này rồi. Giờ này này Đức Phật 35 tuổi giải thoát cái này, cơm nữa Đức Phật đâu có bỏ cà pháp vui, thấy nó là nó, là bỏ là bỏ, không bỏ là không bỏ. Đấy, đấy quý vị mới ngồi thiền hỏi sống, các vị thiền sư hỏi sao bữa nào ăn, sao đồ ăn, đâu có hỏi đấy. Quý ngồi thiền thấy tâm như nào, thấy thân như thế, thấy các pháp của quý nó như thế nào, nó thay đổi như sao vậy đó này. Rồi giờ ta lại giấy huệ sống như các pháp của vị, mà quý vị ngồi thoải mái để thấy rằng sắp sát tà năng sang khá ra tất cả chúng sinh sống giờ nhờ các pháp của vị, phải có giới định mày thấy các pháp của vị rồi mới đổi cuộc đời của mình từ tham nhân ra thành thánh nhân. Đây là đổi cuộc đời, nó phải thấy các pháp hữu vi. Mai quý vị trả lại giới rồi, bữa nay là ngày Bát Quan Trai Giới, là chứ vậy để mà sống thay sống như các pháp hữu vi. Đấy, nói cái giai đoạn này hơi thở liền đầu tiên nhé, dễ nhất hơi thở, gió thì nói là hơi thở gió, đặc tính càng dây đồng rung theo dõi thường không. Đây bắt đầu sống nó thường không, thường sống yên hồn
Các pháp hữu vi thật không bền vững, pháp có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ vô thường xưa nay, phát ly khổ não đọa đài, là thanh tịnh đạo ai rài chát quên. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nạn, phát ly phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, phát ly phiền não ác tà, là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Xa, tai chư thiên từ trên hư không, địa cầu tưởng ngữ rõ thông mọi điều, lòng phương thần lực quá nhiều, đồng sinh hoan nghĩ phước đều chúng con. Một vị Phật giáo tăng rồi, các mừng thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài đến đâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn khó hầu vô sanh, nhờ sự phước pháp mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ mặt nơi tâm trong ngày vĩ lai. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đại chúng thành tâm tri ân Ngài, kính tri ân Ngài đã hướng dẫn chúng con trong một ngày tu khóa thiền cuối tuần. Chúng con thành tâm kính chúc Ngài cùng chư Tăng Ni quý Phật tử ở Đại Niệm Xứ Thiền Viện cùng Phật được luôn nhiều sức khỏe và an vui. Và bây giờ như vậy là chúng ta hoàn mãn khóa thiền một ngày cuối tuần. Xin cảm niệm công đức của các vị host đã thu xếp cho chương trình, cũng như là cảm niệm công đức của sư cô Thiên Tuệ giúp cho cái phần thông dịch. Thì tiếp theo chương trình thì sư cô sẽ thông dịch cho cái bài pháp thoại của ngày vừa qua. So now we finish with the one day retreat. Now we invite Sayule to help for the translation. We thank you, Sarah G, for his teaching, and thank you all the hosts for helping us with the program. So, Sally, if you can help with the translation.
Hello, can anyone hear me? Hello, testing, testing. Yes, yes, we hear you. Thank you. So today, Saturday, July 18, I will try to do my best to translate the summaries of today's Dharma talk. Just like yesterday, the Dharma talk was divided into two parts. The first part, Saraji gave a brief Dharma talks, and the second part, we was reading the Abhidhamma Atta Sangaha. So at the beginning of the talk, Saraji mentioned that one of his good friends, a Sayadaw, had passed away on July 3rd in Nepal. And he wanted to use these opportunities to share merits as well as that wishing the deceased Sayadaw go to the peaceful realm. So before the talk, Saraji also mentions a little bit of history between him and the Sayadaws in Nepal. In 1975, Kipa Banyo Bante went to Nepal and stayed with the Nepalese Sayadaws for 3 to 4 months. There he was conducting a meditation retreat. And the Bante, the Nepalese Bante, was very helpful. He was very kind and helpful to Sayadawji, and he was helping to translate the Dharma talk into Nepalese. So now when Sayadaw knew that the Bante had passed away on July 3rd on Facebook, he was wanting to share his condolences. Nepalese Bante, I'm sorry, I didn't catch the names of the Nepalese Bante. He was 81 years old when he passed away. And he was one of the very good scholars where he got a lot of awards for his preaching the Dharma. He went to the universities in the University of Dharma in Thailand. One is called Mahachula University. It's a public university. And the another university is called Mahamokut University. And this is a royal university that sponsored by the royal family. Excuse me if I got the names wrong. That's what I heard from Sayonarji. So yeah, today, because of the news, the Bante, the Nepalese Bante passed away, the theme of the Dharma talk today, we talk about death and then talk about the first noble truth, the noble truths of suffering. So it is very clear that all of us, we have to die eventually. All human beings or sentient beings, that if you are born, you will die eventually. That is very, very clear, and that is absolute truth. So just like that, suffering of life is also a very clear thing and a truth that no one can actually deny. So suffering is part of life, and that is the truth. But how do we suffer? We suffer how? We suffer from birth, we suffer from aging, we suffer from sickness, and we also suffer from death. And all of us, all kinds of sentient beings, that we are very scared of death. And because of this fear, we are so scared of death that because we don't know when we're going to die, we don't know where we're going to die, we don't know how we're going to die, we don't know where we will go after death. So because of all this unknown fear, we're very scared of death. And because of that, we have to learn, as a yogi, we have to learn about death. We have to learn about death through living. And how does a yogi be able to learn about death through living? How do we do that? So the Buddha was the one who actually be able to saw death in every single moment. And that's why he was be able to live very fully. And then because of that, he was be able to see the first noble truth, the noble truth of sufferings. And again, you know, he was be able to teach all that the noble truth of suffering to all beings within his 84 years. And within his 45 years of teaching. So within the 45 years of teaching, the Buddha was actually taught 84,000 kais of dharmas, of the ways or techniques
included in the sutta as well as the Vinaya for his follower to understand and be awakened to actually be able to see death in every moment the way that he was able to see it. So when it's talked about the Dhamma, even though there's 84,000 different kinds of techniques or Dhamma the Buddha taught, the number one Dhamma or the first numbers of the Dhamma is talks about death and suffering. And why is this number one? Why is this considered as number one in the first thing about the Dhamma? Because it's so fundamental and it's just so close to us, because as a human being, eventually, sooner or later, we all have to die. And the first thing when the Buddha taught about death, or actually taught about, because death and life, is that as a human beings, we live based on, first of all, food. We need food for this body to survive. That is for sure. Without food for several days, this body would degenerate and, you know, this body, we will die. So in this world, in this mundane world, many of us from the early morning to the late at night, the moment that we wake up, we have to go to work in order to earn money so that we can actually provide for our life, be able to feed ourselves. So because of that, we are very, we know so much about food, but then there's all the things that we live with, but we don't know about. Most of us don't know about that is sankhara, which is meanings that the conditioned things that we live with. These conditioned things that the Buddha taught, it's just as important as food. With food, we can live, but what do we live with? We live with conditioned things, and that is our bodies and mind. These conditioned, what does that mean, these conditioned things? These conditioned things in bodies and mind is the ever-changing nature phenomena of nama and rupa, bodies and mind. It keep arising and passing away in every single moment. And we live with it in every single moment, but we don't know about it. We without practicing, we do not know about these conditioned things or sankhara. So why do we have to practice the Dhamma? Why do we practice meditation? We practice meditation so that we can see this forever changing of conditioned things of bodies and mind in this human being. And with that, we'll be able to see death in every moment. And being able to see death in every moment, we actually living at that moment. We live our life for many years. Some people can live up in 100 years, but doesn't mean that person or know the impermanence of life. People think that, oh, maybe, you know, when the person died, this body deceased, but the mind can stay on and become permanent. But that is not the truth. So again, Sarojis mentioned that we live and we survive, and we know that because of food, because we have to feed ourselves, we eat every day. But with this sankhara, with this conditioned things that we live with, we don't know how we live with it every single moment. So Sarojis mentioned that many years before, there was a Dhamma teacher, and during his Dhamma talk, he was preaching, and he asked, what is the number one Dhamma? In all the Dhamma that the Buddha taught, what is the number one Dhamma? And one old woman answered that, rice, food, rice. And the teacher was very happy, and he was like, yeah, that's right, rice. As a human being, we need food to survive. We have to eat to feed this body in order to survive. However, Sayurakis mentions along with this, now we don't want to talk about food, because food, everybody know, but conditioned things, the forever changing natures of all phenomena, no one really talked about it except for the Buddha. No matter how advanced technology is nowadays, we can only understand rupa, the material things, but no university, no teacher besides the Buddha taught about sankhara, the ever changings of conditional phenomena in this bodies and mind.
So how do we be able to understand, or how do we work to see this ever-changing of condition phenomena? First of all, we have to have uniso manisikara. That is meaning the meaning of it, wise attentions. So in order to have wisdom, we have to have the wise attention to pay attention to every single what is going on at the present moment from this bodies and this mind. And because when we have the wise attention, keeping our minds in the bodies, keeping our minds in the mind, and eventually we would be able to develop concentrations. And the when the concentrations is getting stronger and well-developed, wisdom will arise. And then when wisdom arrives, inside knowledge, then the wisdom to see the risings and falling, I'm sorry, the risings and passing away of all phenomena, the impermanence of all phenomena in this bodies and mind, it will arise. And be able to see that, we will see that when thing changes, that's considered the death. But when we actually be aware of it, understand it, and experience it, then that is actually living. So basically, we live through that. We live through dying in each moment. So as human being, we breathe in and breathe out, and without the breath for maybe 3 minutes, and we will, this body will die, this body will decay. So even though when we breathe in and then we breathe out, the breathing in and breathing out keep changing like that. Every single moment of each breathing in, there's many, many different breathing in changing. And then each breathing out, we thought it's just only one breathe out, but there's many changings of each little moments of outgoing breath. But we don't know about it unless we pay attention to it, unless we really be mindful of it and keep our mind with the breath at every single moment, in order to see we actually breathing, we actually living through each moment of death of the breath. So when we actually remember to observe and to be mindful of each breathing and each breathe out, that is not forgetting, that is remembering. And remembering as the opposite of forgetting, just like living at the opposite of death. Forgetting is, forgetfulness is dying. We're not knowing where the mind is. We're not knowing what's going on with the body, not knowing what's going on with the mind. That is considered as death. But then when you actually be aware of it, what is going on in this body at this present moment, what is going on in this mind at this present moment, then be able to see that this bodies and mind are forever changing in every single moment, that is actually living. So our body is made up of the four major elements, which is fire, earth, water, and wind. So when the yogi be able to observe all these characteristics of these four elements in the body, for example, the temperatures in the body, hot or cold, is the elements of fire. The breathing in and breathing out, the vibrations, movements, and expandings is the element, the characteristics of wind element. And when this we feel our softness, then that is the characteristics of their earth element. And when we be able to see that these things that keep on changing, they don't stay the same. And then when they change like that, is considered a soba, is considered not beautiful, it's ugly, it's not something that we should treasure, it is something that we should not treasure. So Sayurji gave one story. Back in the times of the Buddha, Venerable Sariputta have one disciple. He was only 7 years old when he ordained at the Samanera. And when he was being, his head was being shaved, he had to contemplate on the ugliness of this body as soba, not beautiful, ugliness, yeah, okay. Ugliness of this body. And then he would contemplate on the hair of the head, the skin, the teeth, and so on and so forth, 32 parts of the body. And then the moment his hair were being shaved, as soon as the hair were being shaved from his head,
he attained arahantship. And that's because he has fulfilled all the baramis and everything. So basically, what Saraji wanted to say that it's very important that a yogi would be able to be aware of this body and knowing that this body is actually is not a beautiful thing. It's an ugly thing that we should like disregard it. And as the Buddha was teaching the Dhamma, his Dhamma were teachings in order. For example, first the Buddha would taught to contemplate on the virtues of Buddha Anusati, and then he would teach about metta, meditations of loving kindness, and then he's also teachings about the four kinds of Brahma are Jariya, the metta, karuna, mudita, and upekkha. So these, when the yogi eventually starting from Buddha Anusati, contemplating the virtues of the Buddha, contemplating the ugliness of the 32 parts of the body, and then contemplating and practicing metta meditation, that the yogi eventually training the mind, making the mind stronger and stronger, and making the mind have more concentration. And that way, it's very hard for the yogi to actually walk on the wrong path. This path of Satipatthana is the contemplations of four mindfulness of the body, of the Vedana, feelings, Jeta, the mind, and the Dhamma. But to repair for that, the Buddha is also taught to practice Buddha Anusati, practice metta meditation, practice contemplating of the 32 parts of the bodies, and so on. And also contemplating on death. Contemplating on death is very important because when a yogi contemplates on death, the yogi will see that the urgency that not only we die at the ends of this life, it's not that simple. If anybody die at the ends of this life, the end of it, then it's very simple. But it's not like that. We die, or all the conditioned things die at every single moment. And in order for us to see that, the yogis have to be able to contemplate and see it with the wisdom eyes. So when the yogi practice vipassana meditation, the yogi try to keep the mind in the body and keep the mind in the mind to see that the mind as well as the bodies are just conditioned phenomena that keep on changing, keep on arising and passing away as every single moment. And each single moment when it's keep on coming and passing away like that is considered as death. And when yogi was be able to have the wisdom eye to distinguish, oh, this is coming and rising away. It's of each passing, rising and passing away, that is considered actual living in the moment of the yogi. So for this body, there are four conditions that make this body change. First of all, is weather. Second is food. Third is commerce. And fourth is the mind. When the weather changes, let's say it is hot or cold, this body also changes. It's day shakery. When it's cold, we can be shaking. When it's hot, we're sweating. And then without food, if we eat too much food, we can become fat. And if we don't have enough food, we can become skinny. And because of karma, we can get sick and so on. And because of the mind, sometimes when the mind is happy, our body feels light. And sometimes when the mind are heavy or sad, our body can feel like it's very heavy. So these four conditions are making the body change it, making the body change. And then everything, as long as it's changing, as long as it's impermanent, it keep on changing, it's not happy. Happy mean that it doesn't change, it stay the same. But if on changing like that, then it's not happy, it's actually unsatisfactory. So it's very important that the yogi have to be able to see that. And when the yogi be able to see that with the wisdom eye, the yogi would understand that, oh, we are living within every death moment. We each moment, all the conditioned phenomena arising and passing away,
considered a death moment. And each moment when the mind actually aware of it, know it and understand it, that is actually the mind is living. And that is living in each dying moment. And because of that, we are actually living. And because of that, we are not scared of death anymore, because we live with death in every single moment. What's there to be scared of? And when the yogi be able to see that we are living through each dying moment of passings and arisings and passing away of conditioned phenomena, the yogi also realized the three characteristics of all Dharma. These three characteristics are, first of all, is impermanent, anicca. Second is dukkha, unsatisfactory. And third is anatta. There's nothing that we can control. Everything, all the natural phenomena arise and pass away on its own. That is impermanent. And because of its arise and pass away on its own, then we cannot control about it. That is anatta and dukkha, non-selves and unsatisfactory. So when the yogi practice satipatthana or vipassana meditation, the yogi contemplates the bodies in the body, the vedana feelings in the feeling, jetas in the jetas, and dhammas in the dhamma. So even though there's these four different kinds of foundation, but each foundation, when we contemplate, we have to understand the body, how the body changes, and then how the vedana, the feelings is changing in every single moment, how the jetas is also changing in every single moment, and as well, all the dhammas is also changing in every single moment. And then when we be able to be mindful of it, be contemplate on it, be aware of it, we will be able to live without suffering. We would not be derive our happiness from sadness or from thinking. We will live happily. No greed or hatred would be able to enter, because we see that these phenomena are just the way it is. This is a natural phenomenon. This is the way the nature works. There's nothing that we can control. There's nothing that's belong to me, I, and so forth. So therefore, we would not be able to have any attachment in order to give us any kind of suffering in the mind. The Lord Buddha was a great teacher. He was the best teachers of all, because even though on his dying bed at the age of 80 years old, his last words also was asking his disciple, is there any questions? Are there any doubts about the Dhamma that I have preached? You know, ask now before I pass away. Just see your last chance. And then when he see that there's no questions, all the Dhamma was explained very clearly and very thoroughly, he also remind his disciples and his followers that be ardent in the practice wholeheartedly and be diligent, so that the disciple would be able to realize the Dhamma, realize the noble truth of suffering, and be able to reach Nibbana the way that he did. So as a human being, our parents give us this body. Our mothers and fathers give birth to us and then give us this body. But even though we have this body, we don't know much about this body, about what is going on with this body, what's going on, this is mine. And even when we go to the school in the mundane world, even at the university level, many of the university don't teach about rupas and nama, bodies and mind, let alone the conditional things and the risings and passing away of every single moment. Only the Lord Buddha was the supreme teacher. He was the one who would be able to teach us about the working of the mind and the working of the body, so that we would be able to understand it, all the characteristics of this bodies and mind, and be able to see things that they really are and understand things as true nature. So Sarajit gave example that nowadays the technology is very advanced, especially in the wind element. For example, they would be able to make like rocket and airplane that be able to bring people from one country to another. For example, one yogi just left
the US to go back to Vietnam, and it took 16 hours for the airplane to take a person from the US to Vietnam nonstop, just because of the wind element, just because of the powers of thinking, human being, technology was be able to develop, understand the characteristic of the wind, in working up the wind in order to make an airplane that fly people around the world. But if we as a yogi actually see the wind is true characteristic in terms of anicca, dukkha, and anatta in the bodies as well, in this condition things, this wind element would be able to bring it not only to another country, but to Nibbana, the end of all suffering. So in each moment, let's say it's very fast. So one rupa, what the lifespan of one material is like 17 times my thought. So let's say if in 1 hour there's 60 minutes, and in which 1 minute there's 60 seconds, so on and so forth. It's only divided to the second, the smallest. But then in Vipassana meditation, we be actually be able to see the conditioned phenomena in every single moment is quicker and faster than the minute or the second that the clock can measure. And from that, the yogi would be able to see the characteristic, the uprisings and falling of all conditioned things. And that is very important. And with that note, Sayuriji say that we will study the Abhidhamma. We will read the Abhidhamma, Attha Sangaha, in order to see about the working of the mind and what is the characteristics of as well as of what is the nature and what is the made up of the mind. So for the second part, it will be very hard to actually translate. So I would take, instead of translating what we read here at the Mahasatipatthana Meditation Center, I think I would just read whatever the host have here for the second chapter of Mental State Cetasika. So today, Sayuriji is after having the introductions about the Dhamma talk, the Dhamma talks about how fast the mind is and how important is the yogi have to be able to observe what's going on in the mind. We will study the second chapters of Abhidhamma, Attha Sangaha, the chapters of Mental State Cetasika. So I will read it instead of translating. Introductions. In the 89 types of consciousness enumerated in the first chapter, 52 mental states arise in varying degree. There are 7 concomitants common to every consciousness. There are 6 others that may or may not arise in each and every consciousness. They are termed pankinaka, particulars. All these 13 are designated anyasamana, a rather peculiar technical terms. Anya mean others. Samana mean common. Sobana mean good. When compared with asobana, evil, I call anya others being of opposite category. So are there sobanas in contradictions to the asobana in contradiction to the sobana? These 13 becomes morals or immoral according to the type of consciousness in which they occurred. 14 mental factors or concomitants are variably found in every type of immoral consciousness. 19 are common to all types of moral consciousness. And 6 other moral concomitants occurs as occasions arise. Thus, these 52, 7 plus 6 plus 14 plus 19 plus 6 equals 52 are found in respective types of consciousness in different proportions.
In this chapter, all 52 mental states are enumerated and classified. Every type of consciousness is microscopically analyzed, and the accompanying mental states are given in details. The type of consciousness in which each mental state occurs is also described. To an impatient lay leader, this chapter will appear rather dry and uninteresting. To a critical and intellectual reader, intelligent reader, it will, on contrary, serve as an intellectual treat. At the outset, for instance, a student of chemistry might find a numerous chemical formula somewhat perplexing, but he finds the subject interesting and edifying. When he seriously attempts to analyze and examines the various substance with different tests. In a like manner, a student of Abhidhamma who read this chapter should first try to analyze and examine carefully every type of consciousness and see for himself the mental states thereof according to his own reasoning. Later, he should compare his result with the original text. He will then find this chapter most illuminating. And instead of wasting time in memorizing number, he will intellectually grasp the meaning of the text. For example, let us analyze the first moral types of consciousness rooted in attachment. Okay. I think this is a bit different from what we read, but since it's here, I will just continue reading it. So manasa sahagatang, accompanied by pleasure, diti gata sambayutta, connected with misbehave or wrong view, asankarika, unprompted. This consciousness, when analyzed, will show that the vedana or feeling is pleasure. The seven universal and all the particulars are found in it. The four immoral mental states common to all immorals, such as moha, delusions, ahirika, shamelessness, anotapa, fearlessness, and udaccha, restlessness, must arise in it. What about the remaining 10? Lobha, attachment must arise, ditthi, misbelief or wrong view must arise, mana, conceit cannot arise. Conceit does not arise in lobha consciousness together with ditthi, wrong view. Ditthi is connected with wrong view, while nama is connected with egoism. Both of them, say the commentators, are like the two lions that cannot live together in one cage. Dosa, hatred, isa, envy, macharya, avarice, kukucha, brooding or restless remorse, cannot arise because these four are kin to aversion. They are found only in hateful consciousness. Okay, I'm sorry, but this is very different from what we read. So I would like to just do a summary of what we read today instead of keep on reading this, because this is not what we read today. It's quite different. Okay, so today what we read at Mahasatipatthana's meditation center in Florida, of course we read chapter number 2 about Jetasika, and at first I was reading what the hosts have, but I found it's very different from what we read, so I would just rather do a quick summary. I try my best to do a quick summary of what we read instead of reading what we have on here. So 52 cetasika or mental factors. Pali goes, ekubada niroda cha ekalambana watuka cetoyuta dvibanyasa dhamma cetasika matta. So basically, with this gatha, the Pali is meaning that these cetasika have four characteristics. When the cheta arise, the mental state depends on cheta to arise.
So basically, the jetasika cannot arise by itself. The jetasika, which is the mental state, have to arrive with the jetas. All types of jetasikas are able to arise only depending on the jeta. Without jeta, they're not able to arise. And when the jeta and the jeta and the jetasika associate with one another, they have these four characteristics, which is right here. Yes. First of all, they arise together. The jetasika that's arise together with consciousness. Two, which they pass away together with the consciousness. Jetasika and jeta pass away together. Jeta and jetasika, consciousness and the mental factors have the same equal object. And four is they have the same base. So for the jetasika, the mind and the mental conscious, the mental state have the same base, equal base. For example, if it's the rise in the eye, both jetasika and the jeta have to arise in the eyes. So that is the first part of the Pali. And the second part that we learn about the seven universal. Yes, that's one. Okay. So the second part, we also learn about the seven sabba jeta sadharana. Sabba jeta sadharana, meaning that these seven jetasika, seven mental factor, always arise in all jetas. That's why. And these seven mental factors are, first, fasa, contact. Second, vedana, feeling. Three, sanya, perception. Four, jetana, motivation. Five, ekagata, one-pointedness. Six, jivitinriya, mental faculties of mental life. And seven, manasikara, attention. So these seven mental states are common to every consciousness. They always arrive with each consciousness. When the citta arrive, these seven always there. They cannot be separated. Do we have the explanations of these seven mental factor host? Because I could read that. Otherwise, okay, here, yes, this is what it is. So here we also read the definitions of the seven mental factor. First of all, fasa, contact. For any sense immersion to occur, three things are essential, namely consciousness, perspective, sense, and the objects. For instance, one sees an object with the consciousness through the eyes at its instrument. When an object presents itself to the consciousness to one of the six senses, there arises the mental state, contact. It should not be understood that is mere collusion is contact. Nah. Okay. Like a pillar which acts. Okay. Like a pillar which acts as a strong support to the rest of the structure, even so is contact to the coexistent mental concomitants. Contact means it touches fusatiti. It has touching fusana as its salient characteristic, lakana, impact sangatana and its function rasa coinciding of the physical basic objects and consciousness and its manifestations sannipatta bacchubattana. And the object has entered the venue of awareness as approximate cause, bhatta bhadatana. Contact is mentioned first because it precedes all other mental states. Touchings by contact, consciousness experienced by feeling, perceived by perception, wills by volition. Okay, I will try to read the Pali. Fasena pusitwa vedanaya vediyati sanyaya sanyayati cetanaya cetati. According to Paticca Samuppada 2, contact conditions feeling. But strictly speaking, there is no reasons for the sequence because these mental states are coexistent. The Atta Salini state, for the four of states,
arisen in one conscious moment, it is not valid to say that this arrived first, that arise afterward. The reason is not because contact is strong, is a strong support. Contact is just mentioned first in order, in the order of teaching. It was also first permissible to bring it in thirst. They are feelings and contact, perception and contact, volitions and contact. They are consciousness and contacts, feeling, perception, volition, initial applications of the mind. In the order of teachings, however, context is mentioned first, nor the sequence of words among the remaining stay of any special significance. So basically, this paragraph say that even though contact were mentioned first in the seven mental states, it doesn't mean that it happened first when there's a contact between the consciousness and the object. It just happened to mention first, so easier to teach. But when these seven mental states arise, they arise together at the same time. Okay, Vedana, derived from root V, to experience. Feelings is more appropriate rendering for Vedana than sensations. Like contact, feelings is an essential property of every consciousness. It may be pleasurable, painful, or neutral. Pain and pleasure pertain to the body as well, but physical feeling is not of ethical importance. According to the commentators, feeling is like a master who enjoys a dish prepared by a cook. Okay, they have to go up. The latter is compared to the remaining mental state that constitute through a through thought complex. Strictly speaking, it is feeling that experiences an object when it's come to contact with the senses. It is the feeling that experiences the desirable or undesirable fruits of an action done in this or in the previous birth. Beside this mental state, there is no soul or any other agent to experience the result of the action. It should be understood here that nibbanic bliss is not connected with feeling. Nibbanic bliss is certainly the highest happiness, sukha. It is the happiness of relief from suffering. It is not the enjoyment of pleasurable objects. So basically, I would try to say that even though as a human being, we have three kinds of feeling, pleasurable, neutral, or painful. But when we talk about the bliss of Nibbana, because Nibbana is unconditional, okay? All these things that we feel with the Vedana is conditional phenomena. So basically, we can actually experience it. But Nibbana, even though we call it the bliss of Nibbana, is unconditional. So therefore, we cannot use these kind of feeling to describe the bliss of Nibbana. Okay, Sanya, from the prefix sem plus root nya, to know. Okay, the meaning of this term varies according to the context. To avoid unnecessary confusion, it is best to understand the specific meaning used in the particular connection as a mental, universal mental state. The chief characteristic of sanya is the recognitions of an object by ways of marks as blue, etc. It is sanya that enables one to recognize an object that has once been perceived by the mind through the senses. Its procedure is likened to the carpenter's recognitions of certain marks of the wood by the mark he had made on it, to the treasurer specifying certain article of the jewelry by the ticket on each, and then to the wild animal discernment in the scarecrow of the works of the man. Sanya therefore means simply sense perception. Perceptions, according to the modern dictionary of philosophy, is the apprehensions of ordinary sense objects, such as trees, houses, chairs, etc., on the occasion of sensory stimulation. Perceptions is not used here in the sense of employed by early modern philosophers such as Bacon. This is the French name, Descartes, Spinoza, or Leibniz. As one of the five khandhas, aggregates, sanya is used in the sense of perception. It could be that memory is due,
Could it be that memory is due to the sanya? Sanya, vinaya, or panya should be differentiated from one another. Sanya is like the mere perceptions of the ruby coins by the child. By its whiteness, roundness, and the size, is merely recognize the coins as ruby, utterly ignorance of its monetary value. A man, for instance, discern its value and its utility. It is not aware of its chemical composition. Vijnana is comparable to the ordinary knowledge of the ruby. Panya is like the analytical knowledge of a chemist who knows all its chemical properties in every detail. Okay, Jetana. Both Jetana and Jeta are derived from the same root chit, to think. In case of Jeta, mind or consciousness, the root assumes the meaning of discernment, vijnana. While in Jetana, it is used in the sense of coordination, abhisandana, and accumulations, ayuhana. According to the Atasalini and Vipavini Tika, Jetana is that which, I'm sorry, I will read that again. According to the Atasalini and Vipavini Tika, Jetana is that which coordinates the mental state associated with itself on the objects of consciousness. Atana sambayutta dhamme aramane abhisandahati. Like chief disciple, or like a carpenter who fulfills his duties and regulates the work of others as well. So the Jetana fulfills its own functions and regulate the functions of other contaminants associated with it. A further explanation has been offered. Jetana is that which arises at actions in conditioning the condition. Sankata bi sankarane wa bayabaram yabaram appa yatiti jetana. Jetana is that which plays a predominant part in all actions, moral and immoral. Shui Yang Ong say that according to Lady Sayadaw, the Burmese Abhidhamma scholar, Jetana acts on its concomitants, acts in getting the object, and acts on accomplishing the task, determining the actions. Compendium, page 232. The most significant mental state in the mundane consciousness, Lokiya, is Jetana. While in the super mundane, it is panya, wisdom or insight. Mundane thoughts tend to accumulate karma. Supramundane thoughts, on the contrary, tend to eradicate karma. Hence, Jetana in the super mundane consciousness does not constitute karma. Jetana in every moral and immoral types of mundane consciousness, on the other hand, is regarded as karma. Although Jetana is found in vipaka types of consciousness too, it is of no moral significance as its lack of accumulated power. This is a very important paragraph, so I highly recommend the yogi or the reader reread this paragraph. It is this Jetana that is alluded to as sankaras and kamma bhava in the Paticca Samuppada. In the Panchakanda, by Sankara Kanda, I meant the 50 mental state, excluding Vedana and Sanya, with the Jetana as the foremost. So basically the saying that there are 52 mental factors, but Vedana and Sanya are considered as its own separate. So basically it's only 50 instead of 52. From a psychological standpoint, Jetana determines the activities of the mental state associated with it. From an ethical standpoint, it determines its inevitable consequence. Hence, where there is no Jetana, there is no karma. Okay.
Another mental factors is ekagata. Ekagata is the word that made of three parts: eka plus aga plus ta. One pointedness or concentrations on one object, or focusing the mind on one object. It is like a steady lamp flame. It is like a steady lamp flame in a wireless place. It is like a firmly fixed pillar that cannot be shaken by the wind. It is like water that binds together several substances to form one concrete compound. This mental state prevents its adjuncts from dissipations and fix them on one object. This one-pointedness is one of the five jhana factors. It is developed and cultivated. When it is developed and cultivated, it is designated samadhi. It is the gems of all attentive, selective, focused, or concentrated consciousness. So when ekagata become very strong and develop, it becomes samadhi, concentration. Another mental factors, jetana is jivitindriya. Jivitindriya is made up two words. Jivita means life, plus indriyas mean faculty. So together, jivitindriya mean controlling faculties of principle. It is called Jivita because its substance is called associate. It is called Indriya because its control is called associate. So basically, it means that it's called Jivita because it sustains other mental factors, other jetasika, and then it's Indriya because it controls other mental factor jetasika. Although Chaitanya determines the activities of all mental states, it is Jivitindriya that infuses life into Chaitanya and other concomitant mental states. Jivitindriya is twofold, namely psychic life, nama Jivitindriya, and psycho life, rupa Jivitindriya. Mental states are visualized by psychic life, why material phenomena are vitalized by physical life. Mental states are vitalized by psychic life. Why mental phenomena are vitalized by physical life. As lotuses are sustained by water, an infant is sustained by a nurse. As so, mental states and material phenomena sustained by Jivitindriya. One rupa Jivitindriya lasts for 17 thoughts moments. The lifespan of one rupa Jivitindriya is for 17 thoughts moments. 17 nama Jivitindriya arise and perish during a brief life of one rupa Jivitindriya. There is a certain kind of rupa Jivitindriya in plain life, but rupa Jivitindriya in men and animals is deficient, differentiated from which exists in plants because the former is conditioned by past karma. So basically, what they're saying here is that human beings and animal. Our rupa Jivitindriya are different from plants, from trees, because we are the products of karma. Plants are not. Okay. Both nama Jivitindriya and rupa Jivitindriya arise at the moment of conception. They simultaneously perish at the moments of disease. Hence, death is regarded as the perishings of this Jivitindriya. Immediately after, due to the power of karma, another nama Jivitindriya arises in the subsequent birth at the moment of conception. Simultaneously with the arising of the other nama Jivitindriya, there arise three rupa Jivitindriyas in the case of human being. Just as a bowman depends on the
Just as a bowman depends on the boat and the boat depends on the bowman, even so Jivitindriya depends on minds and matters, and minds and matter depends on Jivitindriya. So this is the footnote that they have. Host, can you go up? I just want to read the footnote real quick when it's explaining. Yeah. So they are the Rupa Jivitindriya, although body decay, Kaya Dasaka, sex decay, Bhava Dasaka, and seat decay, Vatu Dasaka. So the yogi will learn more when we go deeper inside the Rupa part. Okay. And the last one is Manisikara. This is the last Chetasika, the common Chetasika. The literal meaning of these terms is making in the mind. Turning the wind towards the objects is the chief characteristic of Manasikara. It is like the rudder of the ship, which is indispensable to take her direction to her destination. Mind without Manasikara is like the rudderless ship. Manasikara is also compared to the charioteer that sit with close attention to two well-trained horses, the mind and the object. As regards their rhythmical movements, Manasikara should be distinguished from Vitaka, which is to follow. The former direct is concomitant mental state to the object, while the later applies or throw Baki Panto via throw them on the object. Vitaka is like the favorite courtier that introduced villagers, the mind, into the presence of the king. So basically, is saying that Manasikara is direct the object towards the directions, and Vitaka is throwing the mind onto the object. Attention is the closest equivalent to Manisikara, although the Pali terms do not fully connote the meaning attached to its English word from the strictly philosophical standpoint. As a mental state, it is mere spontaneous attentions. In Manisikara, as in attention, there is no peculiar vividness. Okay, I will repeat that. In Manisikara, as in attention, there is no peculiar vividness or clarity. To Sanya may be attributed to this vividness to some extent. Could Manisikara also be an aid to memory, as it is common to all types of consciousness, whether mundane or super mundane? That's a question. Hence, they are designated Sabba Chitta Sadharana. I think that's what we have for today. We only, for today in Florida, we only read the seven universal mental state. So I think we should stop here. Ooh. Thank you so much for your patience, and I'm sorry for my reading. Hopefully, people would understand well. Sadhu, sadhu, sadhu. Have a good one, everyone. Goodbye. Sadhu, sadhu. Thank you. Cảm ơn sư cô ạ. Dạ. Chúc sư cô một ngày ăn vui. Dạ. Thank you. Vậy là khóa thiền hôm nay đã hoàn mãn. Xin chúc các vị thiền tri thức một ngày ăn vui. Hẹn gặp các vị thiền tri thức trong khóa thiền 2 tuần nữa. Dạ. Kính chào các vị.